mình đã sở hữu một căn nhà riêng vào năm 24 tuổi như thế nào. Hôm nay ở clip này á, mời mọi người đi tham quan online nhà mới của mình nha. Mới bước vô thì đây là khu vực phòng khách và bếp của nhà mình. Là một đứa yêu thích sự cổ điển nên cái gam màu trắng đen nâu là chủ yếu. Còn đây là khu vực bếp, mặc dù là tôi không biết nấu ăn nhưng mà gia vị rồi mấy thiết bị ở trong đây là đều có đủ. Có luôn một cái quầy bar nhỏ để tôi quay clip nấu ăn nữa nè. Rồi đúng là không có mẹ, là cái tủ lạnh mở ra không có mẹ gì luôn. Mà hồi nãy giờ quên nói với mọi người, tôi là được sở hữu một căn hộ ở quận nhất, nhưng mà tôi chỉ ở có đêm nay thôi, tại vì quá chán không khí ở Bình Tân. Nhưng mà muốn đổi gió đi du lịch lại tốn kém nên là tôi chọn cái dạng staycation, có nghĩa là đổi chỗ ở từ Bình Tân qua quận nhất nhưng mà vẫn ở trong Sài Gòn. Bước vô nhà tắm là phải kiểm tra gương liền, và cũng là một đứa hướng nội bạc tham á. Tôi rất là thích cái không gian chiêu chiêu ở cái góc đọc sách này. Đã vậy ở đây còn có máy lọc không khí, mà chủ nhà ở đây còn cho mang bed vô là thích rồi đó. Rồi ở nhà có hai đứa, xong rồi chia làm hai phe, đứa thì ở với ông bà nội, đứa thì đi theo ông ba. Và xin giới thiệu, đây là hàng xóm của con muối. Mà tôi rất là bất ngờ khi mà ở giữa trung tâm quận nhất lại có một cái chung cư cũ giống vậy. Còn cái đường cầu thang đi lên á thì nó rất là mòn, cái vết mà di chuyển cũng rất là nhiều năm rồi. Rồi đi lên hồi đó cũng gặp được cái phòng của tôi, nhưng mà tôi rất là thích, tại vì mấy cái dạng staycation này nó có ổ khóa tự động, là tự check in check out nên đỡ ngại. Còn đây là cái ban công, cái view của phòng tôi. Từ đây á, đối diện là New World. Còn đi bộ ra phố đi bộ thì mất cũng cỡ 10 phút à. Mà mưa ở quận nhất nó cũng khác mưa ở Bình Tân nữa. Khác là ở đây đa số người ta ngồi trong xe hơi. Còn bây giờ mình sẽ chiêu tiếp cái chỗ ở mới của mình ngày hôm nay đây.